kia xem cá, mọi người đã được ra xem ngồi cái đá nhỉ, cái ngồi khu viên đấy, kia 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 đây, đây chiếc em. Cá sấu to luôn à? Cái kia ra ruộng bắt cá kìa. Cái này Đỗ Huyền biết là cái gì đây? Cái này cái gì? Đúng rồi. Cá đấy. Ôi, sầu lấy đấy các bạn. Người ta gặt lưng thôi, sau đó là nó lại lên đồng ấy. Lên đồng lại gặt chứ. Ừ. Cá sấu à? Con nhện nước. Nó bò dưới nước, con nhện nước rồi. Cái nước bò rồi bố nhờ. Ra không được đây đâu nữa. Tôi đang ba cháu. Ừ. Đâu cá sấu đâu? Đi sang. Đây đi sang bên này. Đi sang bên này. Anh Dung dắt dắt em sang bên đấy. Thế chứ. Còn leo bậc không kìa mà lên. Thì nước đằng sau. Sau đằng sau này có một cái chùa mà. Ừ con lên đi. Lên đi. Cẩn thận ngã đấy nhá. Không trèo đâu, ngã đấy. Dũng xuống. Em bắt chiếc. Em bắt chiếc ở bốn nào. Bốn. Anh đá xuống đây rồi mẹ. Xuống. Cô bảo xuống là xuống, ngã đấy. Ngã đây đấy. Bớt chớ là ngã đấy. Đúng rồi, ngã đấy. Cẩn thận rơi dép đấy nhá. Tăng 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 tăng
Ok. Chị bạn sẽ vào xuống. À không, Trâm Nhi đứng xuống. Thế bạn xuống ở Trâm đi. Em nhảy đi. Rồi không lên nữa. Quay xuống. Xuống thôi. Anh đừng từ